Chị em chuẩn bị một thau nước để tí nữa mình cắt khoai tây mình ngâm á cả nhà. Khoai tây đây là em đã gọt rồi nhé cả nhà. Em dùng 2 củ khoai tây em đã gọt sẵn và một chai chanh. Chai chanh này em sẽ cắt làm đôi, một nửa thì em sẽ vắt vào nước. Em cho vào đây 1/2 muỗng muối. Để tí nữa mình ngâm khoai tây á thì khoai tây của mình nó ra cái nhựa của khoai tây nhé cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi cắt khoai tây. Đấy, khoai tây thì mình sẽ cắt dày như thế này nhé cả nhà. Miếng dày như thế này. Mình sẽ cho vào nước ngâm luôn. Cái thứ nhất là nó ra nhựa, thứ hai nữa là khoai tây của mình không bị thâm nữa cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vớt ra nhé cả nhà. Khoai tây này mình đã cắt xong thì giờ mình sẽ đi vớt ra. Đấy, nó sẽ ra cái nhựa đục đây cả nhà. Giờ mình sẽ đi vớt ở đây. Bây giờ thì ta đi trụng khoai tây nhé cả nhà. Nấu một nồi nước. Khi nào nước sôi thì chị em sẽ trụng khoai tây. Như vậy là nước đã sôi nhé cả nhà. Thì ta chuẩn bị một thau nước lạnh. Thì tí nữa thì ta trụng khoai rồi ta bỏ vào trong cái thau nước lạnh này để cho khoai của mình nó được giòn nhé cả nhà. Bây giờ thì cho khoai vào đây. Trụng đó chỉ để 1 phút thôi nhé cả nhà. Để 1 phút rồi ta vớt ra.
mình trụng như thế này á, là để cho khi mình chiên khoai tây á, khoai tây chiên nó ăn không bị chát đấy cả nhà, nhựa khoai tây nó sẽ ra. Được một phút rồi thì chị em sẽ vớt bỏ vào trong thau nước ấy. Cả nhà chỉ trụng một phút thôi nhé cả nhà, chứ để lâu là khoai tây nó sẽ chín và tí nữa mình chiên đó, nó sẽ bị gãy. Bây giờ thì em sẽ đi vớt ra để cho ráo này. Nếu chị em có thời gian thì chị em để ngâm từ 5 đến 10 phút rồi chị em sẽ vớt ra. Còn nếu như mà chị em muốn cho nó nhanh mát ấy, thì chị em sẽ bỏ dưới vòi nước á, xả cho nó nhanh nguội nhé. Vậy là khoai tây của em đã để ráo nước thì bây giờ em cho lên chiên. Chiên thì chị em ta đổ ngập dầu nhá cả nhà. Đổ nửa cái chảo dầu này đó. Đây, chiên thì chị em đổ nửa cái chảo dầu này. Và chị em để khi nào mà nó sôi lên thì mới bỏ khoai tây nhé. Chị em cho vào đây nửa muỗng muối. Nửa muỗng muối. Và nửa trái chanh nhé cả nhà. Cái mục đích là muối và chanh nhá, cho vào chảo dầu á, thì để cho gì, để cho khoai tây của mình nó giòn đấy cả nhà. Chanh nó làm cho khoai tây giòn đấy cả nhà. Để mình kiểm tra dầu được á, thì mình cho đôi đũa vào, khi nào cái đôi đũa của mình nó sủi bọt thì được nhé. Như thế này là chưa được nhé cả nhà ơi. Khi nào mà đôi đũa của mình nó sủi bọt lên là được nhé. Để cho già cái dầu tí xíu nữa thì mình cho nó khoai vào cho nó đạt nhé. Như thế này là được rồi này cả nhà. Mình cho đũa vào, nó sôi đũa. Bây giờ mình sẽ cho khoai tây vào. Mình sẽ cho hết cái chỗ khoai tây này vào, bởi vì là do mình cũng làm có hai củ nên là mình cho hết. Lúc này chị em đảo nhẹ lên nhé cả nhà.
thật nhẹ thôi ạ, chẳng bị gãy phải tay ấy. Khoai tây như thế này là gần được này cả nhà ơi. Cả nhà chiên nó được khoảng 60-70% nhá cả nhà. 6-70% là cả nhà bớt ra. Như thế này là được nhé cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà bớt ra. Chiên khoai tây á, giòn á, là mình phải chiên hai lần nha cả nhà. Bây giờ cả nhà vớt ra rồi sau đó là cả nhà để nguội. Để thật nguội rồi cả nhà bỏ trong tủ lạnh ngăn đông á. Khoảng 2 tiếng đồng hồ thì chị em muốn ăn liền á, thì bỏ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ. Thì chị em chiên lại lần 2. Còn nếu như mà chị em làm nhiều á, thì chị em bỏ trong ngăn đông thì lúc nào chị em ăn thì chị em lấy ra chị em chiên thôi. Đó là một lần mà ăn được nhiều lần đó cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cho nó nguội nhá. Nguội rồi mình tí nữa mình bỏ trong tủ lạnh nhé cả nhà. Khoai tây mình đã bỏ trong tủ lạnh được 2 tiếng rồi thì bây giờ mình sẽ đi chiên lại lần 2 nhé cả nhà. Mình cũng sẽ lấy cái dầu vừa nãy chiên lần 1 để mình chiên lần 2 thì mình để cũng phải để dầu cho dầu nó nóng thật nóng lên rồi mình hãy cho khoai tây vào nhé cả nhà. Chị em cũng nhẹ nhẹ tay thôi nhé cả nhà. Tại vì lúc này khoai tây vẫn còn đang ở lạnh ra, nó chưa được cứng. Nó đang mềm. Thế nào nó cứng rồi thì một số cái nó chưa được cứng, nó mềm mẻo.
ấy trước thì mình sẽ cho ra trước. Do mình thái ra có miếng nhỏ, à miếng mỏng, miếng to nên là miếng mỏng, miếng dày nên là con miếng sẽ bị, miếng nào mỏng sẽ bị cháy trước các bạn. Nếu như mà chị em muốn cái màu khoai tây nó đẹp quá giống như ở ngoài ngoài KFC á, thì chị em cho một ít bột gừng, à xin lỗi, cho một ít bột nghệ á cả nhà, cho một ít bột nghệ khi mình trụng nước sôi á thì mình cho ít bột nghệ vào á, khoai tây của mình rất là vàng luôn, màu vàng rất là đẹp luôn nhé cả nhà. Đấy, như thế này là được rồi nhé cả nhà. Bây giờ em sẽ vớt ra. Làm khoai tây chiên cũng không lâu lắm đâu chị em ạ. Chị em chịu khó làm cho con em nhà mình ăn để đảm bảo an toàn nhé cả nhà. Này khoai tây rất là giòn luôn cả nhà. Khoai tây rất là giòn luôn nhé cả nhà. Cả nhà nghe thấy cái đũa mà mình nhấy trên khoai tây là cả nhà đã biết là nó giòn rồi đúng không ạ? Đó. Cả nhà thấy không? Rất là giòn luôn. Mình đã có một đĩa khoai tây thật là ngon luôn. Anh nhìn thấy khoai tây của mình làm nhìn rất là ngon đúng không cả nhà? Mình cho cái đũa vào là đã biết là khoai tây giòn rồi đúng không cả nhà? Mình cắn. Giòn mà ngon lắm cả nhà ơi. Như vậy là buổi chia sẻ làm video khoai tây chiên giòn của căn bếp Tâm Việt đến đây đã hết. Cả nhà thấy video hữu ích thì hãy cho căn bếp Tâm Việt một like, và chị em nhớ đừng quên đăng ký cho kênh cho căn bếp Tâm Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.